Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm một số kiều bào tại Hoa Kỳ, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam không bao giờ quên công ơn của kiều bào và những người bạn Hoa Kỳ. Việt Nam tham dự hội chợ cà phê Iran, qua đó giới thiệu mặt hàng cà phê Việt Nam tới người dân vùng Trung Đông. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ động quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa, ngoại giao. Ngày 16 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã tới thăm gia đình kiều bào Phạm Văn Tịch và một số kiều bào yêu nước. Khi mới tròn 3 tuổi, ông Phạm Văn Tịch đã phải chứng kiến bố mình bị tay sai bán nước giết hại trong chiến dịch truy lùng Cộng sản Nam Vùng. Lớn lên khi phục vụ tại vùng giải phóng, ông bị trúng mảnh đạn pháo và phải chịu thương tật suốt đời. Sau ngày đất nước thống nhất, ông đã tích cực vận động quyên góp ủng hộ quê hương và hỗ trợ các phái đoàn ngoại giao trong những ngày đầu thành lập tại Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ sự trân trọng đối với ý chí vươn lên mạnh mẽ, tình yêu đất nước của ông Tịch, cũng như tinh thần đấu tranh của các kiều bào yêu nước trong phong trào phản chiến trước đây, khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp của kiều bào và những người bạn Hoa Kỳ. Mong muốn các thế hệ kiều bào sẽ tiếp tục thông tin để các thế hệ kiều bào trẻ hiểu rõ hơn về đất nước và chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Với hàng trăm ngàn doanh nhân, kỹ sư, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá là một trong những cộng đồng thành công, năng động và sáng tạo nhất tại Mỹ. Theo đánh giá, việc xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đã không chỉ nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại đây, mà còn mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho việc đóng góp của kiều bào cho việc phát triển kinh tế và khoa học công nghệ tại Việt Nam. Không một cộng đồng người Việt nào trên thế giới lại có số lượng đông đảo trí thức trong các ngành công nghệ như ở Mỹ, đặc biệt là trong những ngành công nghệ lõi quan trọng như công nghệ chip, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đã tập hợp, thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo ở sở tại và đẩy mạnh hoạt động về trong nước, có nhiều sáng kiến, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho đất nước về các vấn đề cấp bách và lâu dài. Khi mà Việt Nam và Mỹ nâng cao cái quan hệ giữa hai nước lên, thì có những thứ trước đây Mỹ, các công ty Mỹ không thể chuyển giao cho Việt Nam, thì bây giờ họ có thể chuyển giao, có thể hợp tác với Việt Nam. Những người gốc Việt đang sống ở Mỹ sẽ có một cái vai trò rất là năng động trong cái việc chuyển giao công nghệ từ Mỹ về Việt Nam, như là mình và những bạn bè của mình ở đây. Thì khi mà chúng ta quay về Việt Nam làm, cho dù là với danh nghĩa là một công ty hoặc là một trường đại học của Mỹ, thì ít nhiều gì cũng cân nhắc tới lợi ích của Việt Nam. Bên cạnh đội ngũ trí thức, hiện nay tại Mỹ có khoảng 170.000 doanh nhân gốc Việt. Với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, không gian phát triển của kinh tế thương mại đã được mở rộng lên một tầm mức mới. Trong đó, đội ngũ doanh nhân kiều bào sẽ là cầu nối quan trọng để việc hợp tác đi vào thực chất. Một trong những rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận và phát triển mạnh mẽ trên thị trường Hoa Kỳ chính là lo ngại về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các nền kinh tế phi thị trường mà Việt Nam đã từng rất nhiều lần phải hứng chịu. Tuy nhiên, cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức đăng công báo liên bang về việc nước này xem xét vấn đề kinh tế thị trường của Việt Nam. Hy vọng vào một kết quả thuận lợi, ước tính sẽ có sau khoảng 9 tháng nữa, sẽ tạo nên một cú hích đột phá trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong tương lai. Chính phủ của Hoa Kỳ, ông Tổng thống Hoa Kỳ, xã hội Hoa Kỳ, họ đã nói ra một cách công khai và rõ ràng vị thế của cái nền kinh tế Việt Nam, của con người Việt Nam trên đất Việt Nam và trên đất Mỹ. Tôi nghĩ đó là cái điều rất tốt. Không bao giờ mình có thể tưởng tượng được xe của Việt Nam mình đến đất Mỹ và mình lái ở trên nào. Tôi rất là xúc động, tôi rất là mừng rỡ người Việt Nam của mình trên đất Mỹ. Đến ngày hôm nay mình có một cái vị thế rất là biệt. Hiện nay, cộng đồng người gốc Việt tại Mỹ có hơn 2,2 triệu người, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới.
vị thế mới và tâm thế mới của cộng đồng, hy vọng sẽ là cú hích để cộng đồng người Việt tại đây đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa hai nước. Ngày 15 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã tham dự hội chợ cà phê Iran tại Trung tâm Thương mại Iran Mall. Với phương châm ngoại giao kinh tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Đại sứ quán đã chủ động mua và vận chuyển cà phê, đăng ký thuê gian hàng, chuẩn bị máy pha cà phê để giới thiệu mặt hàng cà phê Việt Nam tới người dân Iran. Trong những ngày đầu của hội chợ, đã có hàng trăm lượt khách tới tham quan gian hàng và bày tỏ sự thích thú, ấn tượng với các sản phẩm cà phê Việt Nam. Theo Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Iran, Việt Nam là nhà xuất khẩu hạt cà phê lớn nhất vào quốc gia Trung Đông này, với kim ngạch khoảng 18.000 tấn một năm, chiếm 60% thị phần thị trường Iran. Đây là một con số ấn tượng thể hiện tiềm năng của cà phê Việt Nam tại thị trường này. Hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 với hàng ngàn lượt khách tham quan. Ngày 17 tháng 11, Hội Phụ nữ Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức chương trình tiệc trà 2023 cho các nữ cán bộ ngoại giao và phu nhân các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Lào. Đoàn nữ cán bộ phu nhân Việt Nam đã tham dự sự kiện nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chương trình tiệc trà 2023 có sự tham dự của Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại thủ đô Viên Chăn với các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng của mỗi nước. Với chủ đề Việt Nam trong tôi, trong chúng ta, gian hàng Việt Nam đã giới thiệu cho bạn bè quốc tế một số món ăn đặc trưng của ba miền đất nước do chính các nữ cán bộ ngoại giao và các phu nhân cán bộ Việt Nam đang làm việc tại Lào chế biến. Và cũng như các năm trước, gian ẩm thực của đoàn Việt Nam luôn thu hút được sự quan tâm của các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Năm nay chúng tôi là sẽ tập trung vào ba món ăn đặc trưng, rất đặc trưng của ba miền. Ví dụ như là gỏi cuốn là của miền Nam và bánh bột lọc là của Huế và bánh đúc nóng là của mùa đông Hà Nội. Một thông điệp rất là rõ ràng, rất là sắc nét trong cái cuộc lần này thì cũng muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế rằng chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi yêu Việt Nam và rất welcome các bạn đến thăm Việt Nam, đến thăm đất nước rất là mến khách, rất là xinh đẹp của chúng tôi. Ngoài ẩm thực, đoàn Việt Nam cũng đã giới thiệu một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các tiết mục văn nghệ giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam cho các nữ cán bộ ngoại giao, phu nhân và con em người Việt tại thủ đô Viên Chăn biểu diễn. Sự tham gia tích cực của đoàn Việt Nam cũng đã góp phần tạo nên thành công cho tiệc trà năm nay và được ban tổ chức đánh giá cao. Tôi rất vui bởi tiệc trà năm nay có sự tham dự của các đại sứ, trong đó có các đại sứ các nước ASEAN. Các nước đều tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình. Tôi cũng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã luôn tham gia và ủng hộ để chúng tôi tổ chức thành công sự kiện này. Được tổ chức hàng năm, chương trình tiệc trà ngoại giao cũng là dịp để các nữ cán bộ ngoại giao, các phu nhân các cán bộ ngoại giao Việt Nam đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán giao lưu tìm hiểu cũng như quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam từ thủ đô Viên Chăn, Lào. Triển lãm sắc màu văn hóa Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc vào tối ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Pháp. Sự kiện này cũng đã mở màn tuần lễ văn hóa du lịch tại Việt Nam, tại Pháp, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Đêm trên sông, ký ức làng quê, chợ xuân hay cô gái Hà Nhì. 40 bức tranh lụa của các họa sĩ đương đại được trưng bày là những mảnh ghép đời sống vùng miền Việt Nam. Cùng với sân mài, tranh lụa thể hiện sự giao thoa hai nền mỹ thuật Pháp-Việt. Những năm 1930, chất lọc thành tựu mỹ thuật Tây Âu qua những người thầy Pháp, sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương đã tạo dựng bản sắc hội họa dân tộc qua tranh lụa. Tôi rất ấn tượng với nghệ thuật của các bạn, sắc màu và gần gũi. Triển lãm còn như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ, đầy sắc màu qua gần 100 bức ảnh di sản, các sản phẩm thủ công truyền thống như lụa, gốm sứ, sơn mài, mây che đan. Chúng tôi cũng rất mong muốn những hoạt động như này sẽ được tiếp nối trong tương lai với những hoạt động ngày càng phong phú hơn, làm cho người dân Pháp ngày càng hiểu và gắn bó hơn với đất nước và con người Việt Nam. Triển lãm hình ảnh về đất nước con người Việt Nam
chương trình nghệ thuật về tôn vinh di sản, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đó cũng là hình thức để quảng bá về du lịch. Và gắn với sự kiện kỷ niệm 50 năm thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn cái sự tin yêu và kỳ vọng trong việc phối hợp, hợp tác để hai bên cùng có lợi. Trước đó, tọa đàm giới thiệu điểm đến Việt Nam thu hút hàng chục doanh nghiệp du lịch Pháp, một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác, trao đổi khách. Tuần lễ văn hóa du lịch Việt Nam tại Pháp sẽ diễn ra với chuỗi sự kiện Đêm di sản, Đêm văn hóa Việt Nam, quảng bá vẻ đẹp, văn hóa, thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế. Hội phụ nữ West Saxon Svico và câu lạc bộ vui khỏe Svico vừa có buổi liên hoan chào mừng ngày thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 6 năm ngày thành lập câu lạc bộ vui khỏe Svico. Chương trình đã diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ do chính các chị em trong câu lạc bộ vui khỏe biểu diễn, đặc biệt là màn trình diễn áo dài truyền thống đã được chị em dày công chuẩn bị. Cũng nhân dịp này, đại diện Hội phụ nữ của West Saxon Svico đã phát biểu chúc mừng ngày thành lập câu lạc bộ vui khỏe Svico. Mong muốn chị em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam dù ở xa quê hương. Đại diện Hội người Việt Nam tại West Saxon Svico cũng đã gửi hoa chúc mừng câu lạc bộ vui khỏe. Nhằm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về văn hóa ốc eo, sáng ngày 17 tháng 11, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế văn hóa ốc eo trong bối cảnh văn hóa châu Á. Phóng viên Huỳnh Tâm sẽ thông tin chi tiết sự kiện ý nghĩa này. Ở đây là lần đầu tiên một hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Việt Nam về văn hóa ốc eo. Và sự kiện quan trọng này đã thu hút gần 60 bài tham luận của các học giả uy tín trong và ngoài nước. Theo các tài liệu được công bố, văn hóa ốc eo là thuật ngữ khoa học để chỉ nền văn hóa khảo cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy, có thể kéo dài hết thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên ở vùng hạ lưu sông Mekong thuộc vùng đất Nam Bộ Việt Nam hiện nay. Văn hóa ốc eo được biết nhiều hơn sau cuộc khai quật vào năm 1944 tại di chỉ khảo cổ nổi tiếng ốc eo Ba Thê nay thuộc tỉnh An Giang. Từ các di tích, di vật, các kết quả nghiên cứu đã chứng minh ốc eo Ba Thê là một đô thị cổ, trung tâm giao thương hàng hóa lớn sầm uất và nổi tiếng bậc nhất ở Đông Nam Á cũng như châu Á trước thế kỷ thứ 10. Đặc biệt đây còn là trung tâm tôn giáo văn hóa lớn gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Vương quốc Phù Nam. Từ các kết quả khoa học được công bố sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng và trình UNESCO công nhận khu di tích ốc eo Ba Thê là di sản văn hóa thế giới. Từ đó đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của nền văn hóa ốc eo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go tại App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!